đạo lý chuyện phạm thành thánh bạn hiểu được rồi thì tại vì sao bà không chịu chuyển tại vì sao bà không làm được do tập khí quá nặng đó là tập khí vọng tưởng phân biệt chấp trước từ vô lượng kiếp nó đang khống chế Thế nhưng bạn phải nên biết Cái tập khí này không phải là thật Vẫn là hư vọng Vọng thì quyết định có thể đoạn Bồ Tát Mã Minh Ở trong khởi tính luận nói rất hay Bất giác dũng không Dũng không đương nhiên có thể đoạn Bổn giác dũng có Dũng có thì nhất định có thể hồi phục ý niệm bạn vừa chuyển đổi lại vốn có liền có thể hồi phục tại vì sao không chịu làm đó là ngu si ngu si đến chỗ cùng tột người ngu si không phải người nào khác chính là chính mình cho nên đối với kinh giáo của như lai không thể không nỗ lực phụng hành một trăm phần trăm nếu như có thể phụng hành một trăm phần trăm thì bạn liền có thể viên mạng chuyển đổi lại thì bạn được mạng tự tại Cho nên trên quả địa như lai Những cảnh giới này Đối với chúng ta mà nói Chúng ta có đại thọ dục Vấn đề là Phải lý giải thấu triệt Đối với sự lý này Chúng ta mới chịu thật tin Mới chịu thật làm Bạn nói tôi tin rồi tôi làm không được cái tin đó là giả không phải thật thật tin quyết định có thể làm được cho nên lòng tin của bạn là ở mức độ nào xem cách bạn làm hành vi việc làm của bạn liền biết được tính tâm của bạn như thế nào Vì thì thứ hai là tâm tự tại Cái thứ nhất là nói mạng Cái thứ nhì thì nói tâm tự tại Ngày nay chúng ta tâm không tự tại Phiền não rất nhiều Lo lắng rất nhiều Tâm của Phật Bồ Tát tự tại Vì sao vậy? Phật Bồ Tát có trí tuệ Có phương tiện Các ngài có thể điều phục phiền não Có thể trụ tam muội Điều này thực tế ra mà nói Chúng ta có thể học nếu bạn chân thật muốn học Bạn phải đem phiền não Lo lắng Dướng bận trong tâm Thấy điều buông bỏ hết Để cho tâm của bạn Trụ ở ngay trong Niệm Phật Tam muội Thì bạn liền được tự tại Trên thực tế Kim Cang Bát Nhã Cái hội này Ngày trước chúng ta ở nơi đây đã giảng qua Tôn giả tu Bồ Đề Thấy ra được Chân tướng đời sống Của Thích Ca Mâu Ni Phật Ông nhìn thấy được Phật vì sao tự tại đến như vậy vì sao an vui đến như vậy ông thấy ra được cho nên cực lực tán thán đối với thế tôn thế là ông đến thịnh giáo với phật chúng ta những người tu hành này người không tu hành thì không nói người tu hành quan trọng nhất hai sự việc cái thứ nhất là làm thế nào hàng phục được tâm mình, cái tâm đó chính là vọng niệm. Làm thế nào có thể hàng phục được những vọng niệm này? Đó là một vấn đề lớn. Vấn đề thứ hai là phải trụ tâm như thế nào? Tâm của mình phải an trụ ở chỗ nào? Khi Tôn giả vừa hỏi, liền dẫn cởi cái hội kim can bát nhã này. Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói ra rất nhiều. Vì tu Bồ đề mà nói. Tu Bồ đề không phải là căn tánh nhất đẳng. Thích Ca Mâu Ni Phật dài dòng lôi thôi nói ra một đống. Chúng ta nghe cũng nghe không hiểu. Nếu như là người học Phật chúng ta Đem vấn đề này hỏi Thích Ca Mâu Ni Phật Làm thế nào hàng phục được tâm mình Thích Ca Mâu Ni Phật nhất định sẽ chấp tay Nam Mô A Di Đà Phật Bạn xem thật đơn giản Vấn đề gì cũng đều được giải quyết rồi Phải nên trụ tâm như thế nào Vẫn A Di Đà Phật Trụ ngay trên câu A Di Đà Phật thì tốt rồi Cao minh hơn rất nhiều So với Kinh Kim Cang làm gì mà phiền phước đến như vậy Đây gọi là pháp tối thượng thừa Cho nên tu bồ đề không phải là người thượng thừa Các vị mọi người là người thượng thừa Tôi nói với mọi người, đi là lời thật. Đó chính là tâm tự tại. Chúng ta dùng phương pháp gì? Đem lo lắng dòng tưởng dính mắt của chúng ta những thứ xen tạp này thấy đều xả bỏ một câu a di đà phật thay thế nó công phu niệm phật dùng vào lúc đào dậy lúc khởi tâm động niệm sáu căn chúng ta tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài ý niệm vừa khởi thì a di đà phật liền đem nó kéo đến a di đà phật đánh bạc đi vọng niệm đây chính là hàng phục tâm mình mỗi niệm trong tâm có a di đà phật tâm của bạn niệm trụ trên câu a di đà phật tâm trụ ở câu a di đà phật thì làm gì mà không được thấy phật chứ trên kinh lăng nghiêm nói được rất hay ức phật niệm phật hiện tiền đương lai tất định kiến phật cho nên trong lòng không nên có thứ khác trong hai đến sáu thời không nên có bất cứ thứ gì vì sao vậy bao gồm tất cả ý niệm đều là nghiệp luân hồi bạn thử nghĩ xem từ sớm đến tối bạn tạo ra nghiệp gì nhiều tạo ra nhiều nghiệp luân hồi trong lòng của bạn có phật được thời gian bao nhiêu cho nên công phu của bạn không có lực Tất cả thời gian, mọi lúc, mọi nơi Đối nhân sự thế tiếp vật Thấy đều là a di đà Phật Nếu như bạn Vậy thì phiền não của bạn lại đến Tại vì sao vậy? Xem thấy người kia đến tìm ta Rõ ràng là một người mà mình không ưa Làm cho tâm của ta loạn động lên Vậy thì bạn không biết dụng công Người biết dụng công là thế nào? Là a di đà Phật đến rồi con người đó chính là A-di-đà Phật Tâm của bạn biến họ thành A-di-đà Phật Tướng tùy tâm chuyển Bên ngoài này là cảnh giới Bạn có năng lực đem họ chuyển biến thành A-di-đà Phật Họ chính là A-di-đà Phật Bạn xem chẳng phải bạn đã đối diện với A-di-đà Phật rồi sao Người thiện là A-di-đà Phật Người ác cũng là A-di-đà Phật Thuận cảnh là A-di-đà Phật Nghịch cảnh vẫn là A-di-đà Phật bạn mới chào được niệm phật tam muội, bạn mới được tâm tự tại nếu bạn phân biệt đây là phật đó không phải là phật vậy thì bạn hỏng rồi bạn làm sao có được tự tại đó là dạy bạn làm thế nào trải qua đời sống đại tự tại cái thứ ba là đời sống vật chất tự tại trong kinh văn nói tư cụ tự tại tư cụ chính là trên mặt đời sống của chúng ta cần phải nhờ vào một số vật chất việc này thực tế mà nói cũng rất đơn giản Khi xưa Thế Tô còn ở đời. Đời sống rất là đơn giản. Ăn cơm, nửa ngày ăn một bữa. Ăn no thì được rồi. Quần áo thì giải thô, có thể che được thân thì được rồi. Buổi tối ngủ nghỉ, có một chỗ đầm xuống nghỉ ngơi là được. ngày trải qua đời sống ngày đây chúng ta gọi là mức sống thấp nhất đời sống vật chất ngày được đại tự tại tri túc thường lạc trong lòng không có một chút nào gánh nặng trong lòng không có gánh nặng cái tâm này chính là tâm lý sức khỏe mạnh Tâm lý khỏe mạnh, sinh lý liền khỏe mạnh, thân ngại khỏe mạnh, không bị bệnh. Ngày nay chúng ta, tại vì sao bệnh nhiều đến như vậy? Tâm lý không khỏe mạnh, đồ ăn thì không được sạch sẽ, nghi thần, nghi quỷ. Cái thứ này trong đó, e rằng không được sạch sẽ, ăn rồi sẽ bị bệnh. Ý niệm của họ vừa nghĩ đến bệnh, chỗ này đau, chỗ kia đau, quả nhiên liền đến. Bệnh từ do đâu mà ra? Do nghĩ mà ra, dòng tưởng mà có, Người tâm lý khỏe mạnh Ăn no rồi một niệm không khởi Cũng không biết đã ăn những thứ gì Cho nên thân thể của họ Dĩ nhiên là khỏe mạnh Lìa khỏi vọng tưởng Phân biệt chấp trước Họ làm sao mà không khỏe mạnh chứ Không có chọn lựa Không có một ý niệm gì chính mình thân thể Thân thể này là vì chúng sanh phục vụ Là một công cụ vì chúng sanh phục vụ mà thôi Không liên quan gì với chính ta Chính mình lợi dụng cái công cụ này Vì tất cả chúng sanh phục vụ mà thôi Bạn nói xem họ tự tại an vui dường nào Cho nên Người học Phật chúng ta không luận đại gia xuất gia không luận giàu sang bần tiện nếu như thật có đạo tâm mà nói phải nên trải qua một mức đời sống rất bình thường quyết công xa xỉ quyết công cầu hào hoa Quyết công mong cầu nâng cao phẩm chất đời sống của chính mình. Không mong cầu, nếu bạn muốn trải qua đời sống tốt, Phật cũng sẽ không phản đối. Tại vì sao sẽ không phản đối? Bởi vì Phật không có ý niệm. Nếu như Phật phản đối bạn, thì Phật có phân biệt, có chấp trước rồi. Cho nên Phật khuyên người, Phật không biện cưỡng một người nào tất cả mọi thứ bạn chính mình xem thấy mà làm cho nên tâm của phật mới mãi mãi thanh tịnh nếu phật rơi vào phân biệt chấp trước sẽ còn phiền não hơn so với chúng ta chẳng phải ngài đã quan tâm đến quá nhiều việc rồi ngài chỉ có khuyến cáo quyết không miễn cưỡng bất cứ người nào cho nên ngài mới có thể được tâm tự tại việc này chúng ta phải nên học tập trên đời sống vật chất được tự tại chúng ta có dư thì phải nên giúp người khác phước đức của bạn liền lớn công đức cũng lớn phước đức tu phước mà không chấp tướng phước đức liền biến thành công đức tu phước chấp tướng, đó là phước đức không phải công đức. Chấp tướng là chấp tướng gì? Chấp ngã tướng. Ta có thể tu, ta đã làm rất nhiều việc tốt. Chỉ bạn tu là phước đức không phải là công đức. Vô ngã tướng, tất cả phước đức bạn đã tu Đều biến thành công đức Công đức có thể thoát sanh tử Có thể chứng bồ đề Phước đức thì không thể Các biệt ở chỗ này rất là Di tế Chính mình nhất định phải rõ ràng Nhất định phải tường tận Bạn bố Thí tài Tài dụng cả một đời của bạn quyết định không hề thiếu kém bạn bố thí cúng dường ăn uống thì bạn sẽ không thiếu ăn uống bạn bố thí quần áo thì cả đời của bạn sẽ không thiếu hụt quần áo thông thường chúng ta nói cả đời trong phật pháp gọi là nhiều đời nhiều kiếp bạn sẽ không hề thiếu kém. Phạm hệ có thiếu kém đều là không chịu bố thí. Không chịu trồng nhân thì làm gì có được quả báo. Cái thứ tư gọi là nghiệp tự tại. Nghiệp là tạo tác người thế gian chúng ta gọi là sự nghiệp ngay thi tạo tác thì gọi là sự bạn đã làm những việc gì sự việc làm xong rồi kết quả về sau thì gọi là nghiệp nghiệp rất phức tạp phật đem nó quy nạp thành ba loại thiện nghiệp ác nghiệp vô ký nghiệp vô ký chính là không thiện không ác thiện nghiệp thì có thiện quả ác nghiệp có ác báo vô ký là đọa ở ngay trong vô minh đó là tạo nghiệp tạo tác của Phật Bồ Tát chúng ta tùy thuận theo cách nói của người thế gian Phật Bồ Tát cũng tạo tác tạo tác cũng có kết quả kết nói thế nào vậy gọi đó là tình nghiệp tình là thanh tịnh quả báo của tình nghiệp ở trong sáu cõi thì không có sáu cõi có ba đường thiện ba đường ác không có quả báo của tình nghiệp cho nên quả báo của tình nghiệp ở thế giới tây phương cực lạc không ở sáu cõi luân hồi vì thì chúng ta muốn tạo tác thì nhất định phải tạo tác tình nghiệp đem ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta bao gồm tất cả thiện nghiệp, ác nghiệp, vô ký nghiệp, thấy đều chuyển biến thành tình nghiệp. Nếu bạn có trí tuệ, nếu bạn có phương tiện khéo léo, sẽ biết chuyển. Bạn lĩnh của Bồ Tát Trên Kinh Lan Nghiêm nói Nếu có thể chuyển được cảnh giới Thì đồng với Như Lai Cũng có thể nói Bồ Tát cùng Phạm Phu Không hề giống nhau bồ tát biết chuyển chúng sanh không biết chuyển người có trí tuệ có phương tiện họ sẽ biết chuyển thảy đều chuyển thành tình nghiệp kịch nói này của tôi mọi người nghe ra dễ hiểu thuật ngữ trong phật pháp gọi là hồi hướng hồi hướng không dễ hiểu các vị ngày ngày đọc kệ hồi hướng Hồi hướng như thế nào vậy? Hồi hướng chúng sanh Hồi hướng thực tế Hồi hướng bồ đề Người có thể đọc ra được ba câu này Thì không nhiều Ba câu này là ý gì vậy? Có thể nói ra được thì càng ít Làm thế nào ở ngay trong cuộc sống thường ngày Mỗi niệm đều có thể đem nó chuyển thành hồi hướng Vậy thì càng ít đi Cho nên bạn phải biết được cách chuyển Hồi hướng chính là chuyển biến Ở ngay trong cuộc sống thường ngày Sự việc nhỏ nhất Cởi tâm động niệm Chân thật là một sợi lông Một hạt bụi, một hột cát, một giọt nước Những việc không đáng nói Cũng đều Có thể chuyển biến được đó Thấy đều chuyển thành tình nghiệp Đó chính là bạn chân thật hiểu được hồi hướng Bạn biết hồi hướng rồi Thấy đều chuyển thành tình nghiệp Đêm phiền não chuyển thành bồ đề Đêm sanh tử chuyển thành niết bàn chuyển nhiễm thành tịnh, chuyển tà thành chánh, chuyển dòng thành chân, chính ngay bạn biết chuyển như vừa rồi mới nêu ra cho bạn một thí dụ, người ta đến tìm bạn, bạn hoan hỷ cung kính mà nhìn họ, vì họ chính là A Di Đà Phật, ta liền chuyển biến họ thành A Di Đà Phật, đó gọi là hồi hướng. Bạn vẫn đem họ xem thành chúng sanh Vẫn đem họ xem thành quan gia Vừa thấy liền tức giận Bạn thật không thể vượt qua Vừa thấy thì phiền não liền khởi hiện hành Nghiệp chứng hiện tiền Lập tức liền đọa lạc Bạn vừa chuyển Vừa chuyển thì liền thành Phật Trong khoảng một niệm Đại sư ngẫu Ích nói rất hay Cảnh duyên không tốt xấu cảnh là hoàn cảnh vật chất duyên là hoàn cảnh nhân sự phải bình đẳng quyết định không có tốt xấu tại vì sao vậy duy tâm sở hiện duy tâm sở hiện tâm chính là pháp giới tâm chính là như lai cho nên tôi thường nói Tất cả người, tất cả vật, tất cả việc đều là thị hiện của chư Phật như lai. Các vị nghe rồi không tin tưởng. Tôi nói lời thật, các vị không tin tưởng. Nói lời giả thì các vị đều tin tưởng. Nói lời giả là những chúng sanh này quá khứ đã tạo ra nghiệp. Thiện nghiệp thiện báo, ác nghiệp ác báo thì bạn tin tưởng. Đó là gì vậy? Là lời giả, không phải chân thật. Đó là tùy thuận chúng sanh mà nói Nếu như tùy thuận Phật Bồ Tát đã nói thì không như vậy Sơn Hà Đại Địa Tất cả người sự vật Đều là chư Phật Bồ Tát Thì hiện mà thôi Đều là hóa thân của chư Phật Bồ Tát Thấy đều là Báo thân của chư Phật Bồ Tát Thấy đều là pháp thân của chư Phật Bồ Tát Đây là, là nói lời chân thật với bạn Nói thật thì bạn không tin tưởng. Nếu bạn có thể tin tưởng, bạn đem cảnh giới chuyển đổi lại. Chúc mừng bạn, bạn vào được Pháp giới nhất chân rồi. Thành Phật có gì khó đâu. Chỉ giữa một niệm. Dạng Pháp nhất như, dạng Pháp bình đẳng bao gồm tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước khói tan mây tán không gì có được vấn đề chính là bạn có nhận biết rõ hay không bạn có thấy được rõ ràng hay không bạn có thể chuyển đổi được hay không Đó là thông thường chúng ta gọi là tạo nghiệp bản nghiệp liền tự tại, vừa chuyển đổi lại thì tự tại. cái thứ năm gọi là thọ sanh tự tại. cái này thì dễ hiểu, thì hiện thọ sanh. như quan thế âm bồ tát đã nói, đáng dùng thân gì để độ thì ngài liền hiện ra thân đó để độ. thì hiện này có hai loại. Một loại là ứng thân thị hiện Một loại là hóa thân thị hiện Ứng thân thị hiện Thì phải đến đầu thai Phải ở thế gian này Một thời gian Tương đối dài Giúp đỡ những Chúng sanh cổ nạn Đó chính là Thị hiện ứng thân loại thứ hai là hóa thân thị hiện hóa thân thị hiện là giúp cho một người giúp số ít người thời gian rất ngắn như chúng ta xem thấy ở trong hư dân lão hòa thượng niên phổ lão hòa thượng bái ngũ đài ba bước một lạy đường dài xa thẳm thời gian rất dài những chiều đói lạnh giữa đường bị bệnh ở nơi hoang dã ai mà đến giúp cho ngài ngài bị bệnh rồi và lúc này bồ tát Giang thù thì hiện bồ tát Giang thù biến thành một người ăn xin Dường như là cũng vừa lúc đi ngang qua nơi đó gặp được xem thấy lão hòa thượng bị bệnh chăm sóc cho ngài, giúp đỡ cho ngài. Khi lão hòa thượng bệnh được thuyên giảm hơn một chút thì ông liền đi. Loại này gọi là hóa thân thị hiện. Điều này chúng ta không dễ học được. Chúng ta không có cái năng lực này thế nhưng chúng ta có cách tu học gần giống có phương pháp tương trợ thế gian có vô số những xã đoàn khác nhau những hoàn cảnh nhân sự khác nhau chúng ta ở một cái đoàn thể nào phải nên dùng phương pháp của một đoàn thể đó để nói pháp cũng xem là tùy loại thì hiện chính tôi cũng thường hay gặp phải những sự việc này hoặc giả là chúng ta đi thăm viếng các tôn giáo khác cũng có lúc các tôn giáo khác đến thăm viếng chúng ta thần phụ của thiên chúa giáo mục sư của cơ đốc giáo a hồng của islam giáo tôi đã từng gặp qua họ khi tôi gặp họ, tôi liền chấp tay trước. Khi họ đến thăm tôi, tôi liền gọi họ là Bồ Tát. Không cần họ gọi tôi trước, tôi liền chấp tay hành lễ với họ trước. Xem thấy thần phụ Bồ Tát của thiền chúa giáo. Họ nhìn thấy tôi, sức hoan hỷ, cung kính, hành lễ đối với họ, họ cũng rất là vui mừng. Tại vì sao sư ta là Bồ Tát, bạn là Bồ Tát? Tôi làm sao là Bồ Tát Bạn chân thật là Bồ Tát Khi họ lại truy hỏi Bồ Tát là một người có trí tuệ Có giác ngộ Bạn có phải gì không Không sai Vậy thì bạn không phải thật là Bồ Tát hay sao Làm gì là giả được chứ Đây cũng gọi là Tùy loại hiện thân Tùy cơ nói Pháp Sau đó đem Phật Pháp giới thiệu cho họ Phật Pháp có chứng ngại gì đối với tôn giáo của họ hay không? Không hề có chứng ngại Phật giáo là trí tuệ Bạn tín ngưỡng tôn giáo của bạn tín độ tôn giáo của bạn có cần học trí tuệ hay không? Thượng Đế có phải mong muốn con cháu của ông mỗi mỗi đều là đầu óc ngu muội hay không? Tôi tin tưởng ý Thượng Đế không phải như vậy Thượng Đế nhất định hy vọng con cá của Ngài rất thông minh, rất có trí tuệ. Vì rất thông minh, rất có trí tuệ thì phải làm sao? Cùng học tập với vị thầy giáo Thích Ca Mâu Ni Phật này. Đến học. Thích Ca Mâu Ni Phật là thầy giáo của bạn. Thượng Đế là cha của bạn. Không hề có xung đột. Vấn đề này chẳng phải lập tức được giải quyết rồi hay sao? Vậy giải quyết. Họ nghe rồi cũng rất hoan hỷ. Cho nên khi thọ thân tự tại, chúng ta vận dụng nó ngay trong mỗi mỗi trường hợp khác nhau. Chúng ta cũng có thể thể hiện các loại thân phận khác nhau. Đến giúp đỡ những chúng sanh cần đến sự giúp đỡ. Cho nên trong đây Phật Pháp gọi là phương tiện khéo léo Phương là phương pháp Tiện là rất thích hợp Cái phương pháp này dùng được rất thích hợp Thì gọi là phương tiện Thiện là như vậy? Quyết không trái với nguyên lý, nguyên tắc Nguyên lý, nguyên tắc nhất định phải nắm vững cái nguyên lý nguyên tắc người thế gian gọi là chân lý phật pháp gọi là tánh đức quyết định không trái với tánh đức trong tự tánh vốn đủ đó gọi là thiện đương nhiên loại phương tiện khéo léo này cần phải có sự tu dưỡng tương đương sau đó bạn ở ngay trong cuộc sống thường ngày mới có thể làm đến được làm được rất tự tại làm được rất tự nhiên không phải là làm bộ ra vẻ làm được rất tự nhiên cho nên phật pháp nhất định phải áp dụng ngay trong cuộc sống thường ngày phải đem kinh giáo của phật biến thành đời sống của chính mình chúng ta người tu học tịnh độ người đi theo a di đà phật đời sống của chúng ta phải giống với phật a di đà đời sống của a di đà phật như thế nào trên kinh vô lượng thọ đã nói từng câu từng chữ chính là tình hình đời sống của a di đà phật chúng ta phải thâm tính chúng ta phải lý giải phải làm đến được vậy bạn chính là hóa thân của a di đà phật Đó mới là đệ tử chân thật của a di Đà Phật. Cái thứ sáu gọi là giải tự tại. Giải là đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Chân thật thấu hiệu. Lý giải đi gọi là giải tự tại chỉ có chân thật bí giải bạn mới có thể nói cái nói ra đó gọi là di diệu pháp chúng ta nghĩ tưởng năm xưa thế tôn ở đời vì tất cả chúng sanh giảng kinh nói pháp trước khi giảng giải thế tôn có chuẩn bị hay không không có ở ngay trong đại hội mọi người đều muốn nghe lời giáo huấn của thế tôn bốn chúng đồng tu đều có không nhất định một người nào đều ra vấn đề gì để thỉnh giáo với Thế Tôn. Câu hỏi muốn hỏi đều không hề nói trước với Thế Tôn. Thế Tôn cũng không hề chuẩn bị trước. Tùy theo hỏi mà trả lời. Ghi chép lại thì thành kinh điển. Không có chuẩn bị vì sao ngài có được trí tuệ lớn đến như vậy tại vì sao có được năng lực lớn đến như vậy phật nói với chúng ta trí tuệ năng lực là trong tự tánh của chính chúng ta vốn sẵn có phật đã nói trong phẩm xuất hiện của kinh hoa nghiêm tất cả chúng sanh tất cả chúng sanh bao gồm chính chúng ta trong đó đều có trí tuệ như lai đức tướng đức chính là năng lực tướng chính là tướng hảo tất cả chúng sanh trí tuệ năng lực tướng hảo không hề khác biệt với tất cả chư phật cho nên tất cả chúng sanh vì sao không phải là phật bạn thấy tất cả chúng sanh là tất cả phật thật chính xác không hề thấy sai ở trong đây xảy ra vấn đề vấn đề là chỉ bởi vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc không thể chứng đắc là bởi vì họ có vọng tưởng phân biệt chấp trước họ không biết được họ chính mình là phật họ không hề biết được trí tuệ năng lực của chính họ giống y như chư phật như lai câu nói này là có cách nói như vậy cho nên phật giúp đỡ họ giúp đỡ họ giác ngộ giúp đỡ họ tường tận Đến hôm nào họ bỗng nhiên tường tận rồi Bỗng nhiên khai ngộ Thì ra là như vậy Phật có độ chúng sanh hay không? Ngài không có độ Là họ chính mình ngộ ra Chính mình tường tận Phật không có năng lực Bảo họ tường tận Phật chỉ có thể dạy chỉ có thể khai thị Ngộ nhập Là gì của chính chúng ta Phật không làm được Cho nên tất cả chúng sanh thành Phật Là tự ngộ tự chứng Phật không phải công thần Độ vô lượng vô biên chúng sanh Thật là không có chúng sanh đáng được độ Lời Phật nói mỗi câu đều chân thật ai độ bạn là chính mình độ chính mình phật chỉ là làm một tăng thượng duyên cho chúng ta mà thôi bạn xem thấy thân nhân duyên sở duyên duyên vô gián duyên đều là chính mình đầy đủ phật chỉ là làm tăng thượng duyên mà thôi sau khi giải từ tại mới có thể vì tất cả chúng sanh ứng cơ nói pháp cho nên các vị học giảng kinh đương nhiên các vị bước đầu công phu của các vị vẫn chưa vào được cảnh giới này trí tuệ chưa khai mở các vị giảng kinh vẫn còn phải chuẩn bị vẫn rất cổ cực vào đưa các cảnh giới này giảng kinh có cần phải chuẩn bị hay không? Không cần phải chuẩn bị. Không chuẩn bị cũng không thể không chuẩn bị. Phương pháp chuẩn bị như thế nào vậy? Phương pháp chuẩn bị cũng hoàn toàn cũng giống như các gì. Phương pháp chuẩn bị chính là niệm Phật. Tâm cùng tâm Phật tương ưng nguyện cùng nguyện của phật tương ưng đức cùng tương ưng với đức của phật hành tương ưng với hành của phật đây là một cách chuẩn bị bạn từ trong ngôn ngữ lưu xuất ra tự nhiên liền tương ưng với kinh chỉ còn phải chuẩn bị làm gì chứ thế nhưng nếu như bạn không chuyển đổi được cảnh giới vậy thì bạn không thể làm được bạn vẫn phải cần cù cố gắng mà chuẩn bị. Thế nhưng nếu bạn không vào được cảnh giới, công tác chuẩn bị của bạn có làm cả đời cũng làm không xong. Vì thì rất khổ. Bạn cần phải hiểu được phương pháp, cái phương pháp này chính là y giáo tu hành. Chân thật y giáo tu hành, loại chuẩn bị kinh giáo này của bạn theo tôi nhiều nhất là 10 năm thì cừ khôi rồi. Sau 10 năm mà còn phải chuẩn bị kinh giáo hay nói cách khác thì bạn không có tu hành. Nếu bạn có tu hành thì hạ hà tất phải chuẩn bị. Nếu bạn tu hành khi mở quyển kinh ra thì ra đều là tâm hành của chính mình. tâm hạnh của chính mình thì làm gì có chuyện không thể nói ra chứ đều tương ưng ở mọi lúc việc này thông thường chúng ta gọi là tứ vô ngại biện tài vô ngại biện tài là do đây mà có đều là đức năng của tự tánh vốn đủ cái thứ bảy là nguyện tự tại cái điều này tôi thấy mọi người nghe rồi đều rất hoan hỷ nguyện tự tại hữu cầu tác ứng cái nguyện này mới tự tại nếu như cầu mà cầu không được vậy thì không tự tại Tôi nhớ lại khi tôi vừa mới bắt đầu học Phật Thân cận Đại sư Chương Gia Đại sư Chương Gia Dạy cho tôi như vậy Ông nói với tôi Phật thì môn trung Hữu cầu tác ứng Tôi nghe rồi Sức hoan hỷ Sau đó Ngài lại nói với tôi Có lúc chú mong cầu Cầu không có được cảm ứng Cầu không ứng đó là nguyên nhân gì? Bởi vì chính bạn có nghiệp chứng, bạn cần phải tìm ra được nghiệp chứng của chính mình, tiêu trừ đi nghiệp chứng của bạn, thì cảm ứng liền hiện tiền. Mấy câu nói này của đại sư chương gia, ngay trong một đời này của tôi được đại thọ dụng. hơn 40 năm đến nay rất có hiệu quả. Cho nên tôi tin tưởng sâu sắc không hoài nghi. Có rất nhiều người người niệm Phật, người học Phật không tin tưởng đối với Phật Bồ Tát. Cho là làm gì có việc hữu cầu tác ứng, làm gì mà đơn giản đến như vậy. Cho nên họ mỗi lần cầu Luôn là không tương ứng Luôn là cầu không được rồi khổ Làm gì có được hữu cầu tác ứng Họ không biết được Cái bông cầu của họ Không đúng lý, không đúng pháp Cầu có đạo lý của cầu Có phương pháp của cầu Hiểu được đạo lý, hiểu được phương pháp Thì hữu cầu tác ứng Vì thì đồng tu ở Singapore Nếu như các vị tỉ mỉ một chút Tỉ mỉ mà quan sát Bạn cũng có thể có được chứng minh Cư sĩ Lý Mộc Nguyên Ở cái đạo tràng này Không phải là hữu cầu tác ứng hay sao toàn đầu bên cạnh từ khi xây dựng Thì ông khởi lên mong cầu Quả nhiên có ứng đúng lý, đúng pháp mà cầu. Bạn thấy ông ông cầu giảng đường thì giảng đường liền có. Cầu niệm Phật đường thì niệm Phật đường liền có. Ông mong cầu cái gì cũng đều có ứng. Như lý, không vì chính mình mà cầu, vì chúng sanh cầu. Vì chính mình mà cầu thì không có cảm ứng. Vì sao vậy? Phật Bồ Tát quyết định sẽ không giúp cho bạn tăng thêm tham sân si. Vì thì Phật Bồ Tát có lỗi với bạn, có lỗi với người. Bạn không vì chính mình không có tham sân si. Bạn vì Phật Pháp trường tồn thế gian. Phật Pháp là con mắt của trời người. Bạn vì tất cả chúng sanh được độ, sự mong cầu này Là chuẩn xác Cùng với chư Phật Bồ Tát Cùng với Long Thiên Hậu Pháp Đồng tâm, đồng nguyện Thì họ làm sao mà không giúp đỡ bạn Cho nên ở trong đây Có một ý niệm riêng tư tồn tại Thì không có cảm ứng Thì bạn cầu không được có rất nhiều đồng tu đến nơi đây từ rất nhiều quốc gia khu vực đến singapore để tham học khi thấy mặt tôi đều yêu cầu tôi bỏ ra một ít thời gian đến chỗ của họ giảng kinh có được cảm ứng hay không không có cảm ứng Do nguyên nhân gì họ vì tâm riêng tư của họ Vì thuận tiện cho họ Vì cái đạo tràng nhỏ đó của họ Cho nên họ không có được cảm ứng Ngày trước Các vị đến tìm tôi Vừa tìm thì tôi lập tức đáp ứng Qua vài ngày thì đi rồi Bay nhảy bôn ba khắp nơi vô nguyên nhân gì không có đạo tràng để cho tôi giảng kinh không có chỗ đành phải đến khắp nơi kết pháp duyên cũng là việc tốt mục đích là đang kết pháp duyên hiện tại có một cái đạo tràng ở nơi đó giảng kinh rồi nếu chạy lung tung nữa vậy thì bạn sai rồi đặc biệt sai lầm cho nên khi chưa có đạo tràng thì được có thể đi lại nhiều nơi người mới học thì được sơ học thì phải rộng kết pháp duyên cho nên pháp duyên của tôi sức thù thắng chính là đã bôn ba mấy mươi năm bôn ba khắp nơi để kết duyên với mọi người hiện tại có đạo tràng phải cố gắng nghiêm túc giảng một bộ, bộ kinh mọi người yêu cầu đây là rất nhiều người rất nhiều năm đến nay đều yêu cầu tôi giảng bộ kinh hoa nghiêm kinh hoa nghiêm quá dài không tìm được nơi chốn không có hoàn cảnh an định hiện tại có được hoàn cảnh an định rồi ngày trước có rất nhiều người yêu cầu Tôi phải đáp ứng nguyện vọng của họ Cố gắng ở nơi đây giảng một bộ kinh Nếu các vị mời tôi nữa Đợi tôi giảng xong bộ kinh này Tôi sẽ đi dạo với các vị Tiến độ giảng kinh hiện tại Giống như hiện tại Hai giờ đồng hồ Giảng hai ba câu Kinh Hoa Nghiêm cũng là như vậy một bộ, bộ kinh lớn như vậy Tôi vốn chỉ dự tính 5 năm thì giảng xong Hiện tại tính thử lại xem E rằng 15 năm cũng chưa giảng xong Hỏi thử mọi người Mọi người đều thích cách giảng này Vì thì không còn cách nào Vì hy vọng mọi người đều vô lượng thọ Mọi người chúng ta đều là vô lượng thọ Dần dần giảng cho xong bộ kinh này Đi là nguyện tự tại có nguyện ác thành thứ tám là thần lực tự tại thần là giảng thần thông thông là nói thông đạt đối với tất cả pháp đều có thể thông đạt thần là thần kỳ siêu việt ngoài thường thức của người thông thường. Loại năng lực này, đương nhiên một người cần phải có công phu tu hành, phải khai mở trí tuệ, thứ hai là phải học rộng, nghe nhiều. Chúng ta phải thường hay tiếp xúc đối với tất cả người và sự vật. Bạn mới có thể hiểu rõ, mới có thể ứng phó được. Thế nhưng khi sơ học thì không thể được. Lúc mới học thì một môn thâm nhập. Vì sao vậy? Tương ưng định huệ của chính mình. Chính mình có được định rồi, định là có chủ tể. Không thể bị cảnh giới bên ngoài dao động. Đó là bạn có định. Bạn có huệ rồi, bạn có thể phân biệt rõ chân vọng Tà chánh. Phải quấy thiện ác có năng lực phân biệt đó là huệ khi có được loại năng lực này liền có thể học rộng nghe nhiều thế suốt thế gian pháp đều phải lướt qua đều phải xem qua phải có sự nhận biết chúng ta ở bên ngoài giảng kinh nói pháp mới có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh giảng kinh nói pháp có rất nhiều người có ý đến dẫn nạn đến gây phiền phức nếu bạn có năng lực vì họ giải đáp không những có thể hạng phục những người này hơn nữa có thể hóa đạo những người này những người này đều rất tự phụ tự cho là thông minh thường hay đưa ra đề khó gây phiền phức cho pháp sư, làm cho họ không xuống được giảng đài, họ ở bên dưới cười ngạo. cho nên thường thức thông thường nhất định phải biết. sau đó bạn mới có thể được thần lực tự tại. thứ chính là pháp tự tại. pháp tự tại thông thường là chỉ biện tài, được đại biện tài có thể rộng diện vô lượng pháp môn. Cái sau cùng là trí tự tại. Bồ Tát trí tuệ đầy đủ có thể ở ngay trong một điểm triển hiện ra loại trí tuệ năng lực đại vô quý mười loại này thì đều đầy đủ mới gọi là tối thắng tự tại tuy là ở nơi đây nói trên quả địa như lai tự tại tối thù thắng chúng ta phải nên học tập đêm cảnh giới của như lai quả địa biến thành cảnh giới đời sống của chúng ta. Chúng ta mới có thể được thọ dụng. Không thể nào học được trình độ đó của họ, trình độ dán thấp hơn cũng được. Không thể nào học tập được viên mạng, học tập phần ít cũng được. chỉ thì ở ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, đích thực liền hiện được tự tại. Cho nên tóm lại mà nói Nơi tất cả Pháp Mà được tối thắng từ tại Trong khoa chúng ta gọi là Giải thoát đức Ngay chỗ này Ba đức đều hiện lộ ra Cho chúng ta Các vị xem thấy ở trên kinh Phía trước Giáng trí năng lượng là bát nhà đức ngay chỗ này hiện rõ ra là giải thoát đức. Trong bát nhã giải thoát liền hàm chứa có pháp thân tự tại. Kinh văn sau cùng vẫn còn một câu, thế nhưng thời gian đã hết rồi. Câu này để lần sau sẽ giảng tiếp A Di Đà Phật. Đạo lý chuyện phàm thành thánh, bạn hiểu được rồi. Thì tại vì sao bạn không chịu chuyển? Tại vì sao bạn không làm được? do tập khí quá nặng đó là tập khí vọng tưởng phân biệt chấp trước từ vô lượng kiếp nó đang khống chế thế nhưng bạn phải nên biết cái tập khí này không phải là thật vẫn là hư vọng vọng thì quyết định có thể đoạn Bồ Tát Mã Minh ở trong khởi tính luận nói rất hay. Bất giác, dũng không. Dũng không, đương nhiên có thể đoạn. bổn giác, dũng có. Dũng có, thì nhất định có thể hồi phục. Ý niệm bạn vừa chuyển đổi lại, dũng có liền có thể hồi phục. Tại vì sao không chịu làm? Đó là ngu si Ngu si đến chỗ cùng tột Người ngu si không phải người nào khác Chính là chính mình Cho nên đối với kinh giáo của Như Lai Không thể không nỗ lực phụng hành Một trăm phần trăm Nếu như có thể phụng hành một trăm phần trăm thì bạn liền có thể viên mạng chuyển đổi lại. Thì bạn được mạng tự tại. Cho nên, trên quả địa như lai, những cảnh giới này đối với chúng ta mà nói, chúng ta có đại thọ dục, Vấn đề là Phải lý giải thấu triệt Đối với sự lý này Chúng ta mới chịu thật tin Mới chịu thật làm Bạn nói Tôi tin rồi Tôi làm không được Cái tin đó là giả không phải thật Thật tin Quyết định có thể làm được cho nên lòng tin của bạn là ở mức độ nào xem cách bạn làm hành vi việc làm của bạn liền biết được tính tâm của bạn như thế nào vậy thì thứ hai là tâm tự tại cái thứ nhất là nói mạng cái thứ nhì thì nói tâm tự tại Ngày nay chúng ta tâm không tự tại Phiền não rất nhiều Lo lắng rất nhiều Tâm của Phật Bồ Tát tự tại Vì sao vậy? Phật Bồ Tát có trí tuệ Có phương tiện các ngài có thể điều phục phiền não Có thể trụ tam muội Điều này thực tế ra mà nói Chúng ta có thể học nếu bạn chân thật muốn học Bạn phải đem phiền não, lo lắng, dướng bận trong tâm Thấy điều buông bỏ hết để cho tâm của bạn trụ ở ngay trong niệm Phật tam muội thì bạn liền được tự tại. Trên thực tế, Kim Cang bát Nhã cái hội này, ngày trước chúng ta ở nơi đây đã giảng qua tôn giả tu bồ đề thấy ra được chân tướng đời sống của thích ca mâu ni phật ông nhìn thấy được phật vì sao từ tại đến như vậy vì sao An vui đến như vậy ông thấy ra được cho nên cực lực tán thán đối với thế Tục thế là ông đến thịnh giáo với phật chúng ta những người tu hành này người không tu hành thì không nói người tu hành quan trọng nhất hai sự việc cái thứ nhất là làm thế nào hàng phục được tâm mình cái tâm đó chính là vọng niệm làm thế nào có thể hàng phục được những vọng niệm này đó là một vấn đề lớn Vấn đề thứ hai là phải trụ tâm như thế nào? Tâm của mình phải an trụ ở chỗ nào? Khi Tôn giả vừa hỏi, liền dẫn cởi cái hội kim can bát nhã này. Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói ra rất nhiều. Vì tu Bồ đề mà nói. Tu Bồ đề không phải là căn tánh nhất đẳng Thích Ca Mâu Ni Phật dài dòng lôi thôi nói ra một đống. Chúng ta nghe cũng nghe không hiểu. Nếu như là người học Phật chúng ta đem vấn đề này hỏi Thích Ca Mâu Ni Phật làm thế nào hàng phục được tâm mình Thích Ca Mâu Ni Phật nhất định sẽ chấp tay Nam Mô A Di Đà Phật Bạn xem thật đơn giản Vấn đề gì cũng đều được giải quyết rồi phải nên trụ tâm như thế nào Những a di Đà Phật Trụ ngay trên câu a di Đà Phật thì tốt rồi Cao minh hơn rất nhiều So với Kinh Kim Cang Làm gì mà phiền phức đến như vậy Đây gọi là Pháp tối thượng thừa Cho nên tu Bồ Đề không phải là người thượng thừa Các vị mọi người là người thượng thừa Tôi nói với mọi người Đi là lời thật Đó chính là tâm tự tại Chúng ta dùng phương pháp gì Đem lo lắng vọng tưởng Dính mắt của chúng ta Những thứ xen tạp này thấy đều xả bỏ Một câu a di đà Phật thay thế nó Công phu niệm Phật Dùng vào lúc đào dậy Lúc khởi tâm động niệm Sáu căn chúng ta tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài Ý niệm vừa khởi thì a di đà phật liền đem nó kéo đến a di đà phật đánh bạc đi vọng niệm đây chính là hàng phục tâm mình mỗi niệm trong tâm có a di đà phật tâm của bạn liền trụ trên câu a di đà phật tâm trụ ở câu a di đà phật thì làm gì mà không được thấy phật chứ trên kinh lăng nghiêm nói được rất hay ức phật niệm phật hiện tiền đương lai tất định kiến phật cho nên trong lòng không nên có thứ khác trong hai đến sáu thời không nên có bất cứ thứ gì vì sao vậy bao gồm tất cả ý niệm đều là nghiệp luân hội bạn thử nghĩ xem từ sớm đến tối bạn tạo ra nghiệp gì nhiều Tạo ra nhiều nghiệp luân hồi Trong lòng của bạn có Phật được thời gian bao nhiêu Cho nên công phu của bạn không có lực Tất cả thời gian Mọi lúc mọi nơi Đối nhân sự thế tiếp vật Thấy đều là a di đà Phật Nếu như bạn Vậy thì phiền não của bạn lại đến Tại vì sao vậy? Xem thấy người kia đến tìm ta Rõ ràng là một người mà mình không ưa Làm cho tâm của ta loạn động lên Vậy thì bạn không biết dụng công Người biết dụng công là thế nào? Là A-di-đà Phật đến rồi Con người đó chính là A-di-đà Phật Tâm của bạn biến họ thành A-di-đà Phật Tướng tùy tâm chuyển Bên ngoài này là cảnh giới Bạn có năng lực đem họ chuyển biến thành A-di-đà Phật Họ chính là A-di-đà Phật Bạn xem chẳng phải bạn đã đối diện với A-di-đà Phật rồi sao Người thiện là A-di-đà Phật Người ác cũng là A-di-đà Phật Thuận cảnh là A-di-đà Phật nghịch cảnh vẫn là A-di-đà Phật Bạn mới vào được niệm Phật tam muội Bạn mới được tâm tự tại Nếu bạn phân biệt đây là Phật Đó không phải là Phật Vậy thì bạn hỏng rồi Bạn làm sao có được tự tại Đó là dạy bạn Làm thế nào trải qua đời sống đại tự tại Cái thứ ba là Đời sống vật chất tự tại Trong Kinh văn nói Tư cụ tự tại Tư cụ chính là trên mặt đời sống của chúng ta cần phải nhờ vào một số vật chất. Việc này thực tế mà nói cũng rất đơn giản. Khi xưa Thế Tôn còn ở đời, đời sống rất là đơn giản. Ăn cơm, nửa ngày ăn một bữa. Ăn no thì được rồi, quần áo thì giải tô có thể che được thân thì được rồi buổi tối ngủ nghỉ có một chỗ đầm xuống nghỉ ngơi là được ngày trải qua đời sống ngày nay chúng ta gọi là mức sống thấp nhất đời sống vật chất ngày được đại tự tại tri túc thường lạc trong lòng không có một chút nào gánh nặng trong lòng không có gánh nặng cái tâm này chính là tâm lý sức khỏe mạnh tâm lý khỏe mạnh sinh lý liền khỏe mạnh thân ngày khỏe mạnh không bị bệnh Ngày nay chúng ta tại vì sao bệnh nhiều đến như vậy Tâm lý không khỏe mạnh Đồ ăn thì không được sạch sẽ Nghi thần, nghi quỷ Cái thứ này trong đó e rằng không được sạch sẽ Ăn rồi sẽ bị bệnh Ý niệm của họ như nghĩ đến bệnh Chỗ này đau, chỗ kia đau, quả nhiên liền đến Bệnh từ do đâu mà ra Do nghĩ mà ra, dòng tưởng mà có Người tâm lý khỏe mạnh Ăn no rồi một niệm không khởi Cũng không biết đã ăn những thứ gì Cho nên thân thể của họ dĩ nhiên là khỏe mạnh. Lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước họ làm sao mà không khỏe mạnh chứ? Không có chọn lựa. Không có một ý niệm gì chính mình. Thân thể, thân thể này là vì chúng sanh phục vụ. Là một công cụ vì chúng sanh phục vụ mà thôi. Không liên quan gì với chính ta Chính mình lợi dụng cái công cụ này Vì tất cả chúng sanh phục vụ mà thôi Bạn nói xem họ tự tại an vui dường nào Cho nên Người học Phật chúng ta Không luận tại gia xuất gia Không luận giàu sang bần tiện Nếu như thật có đạo tâm mà nói phải nên trải qua một mức đời sống rất bình thường. Quyết công xa xỉ, quyết công cầu hào hoa, quyết công mong cầu nâng cao phẩm chất đời sống của chính mình. Không mong cầu Nếu bạn muốn trải qua đời sống tốt Phật cũng sẽ không phản đối Tại vì sao sẽ không phản đối Bởi vì Phật không có ý niệm Nếu như Phật phản đối bạn Thì Phật có phân biệt có chấp trước rồi Cho nên Phật khuyên người Phật không biện cưỡng một người nào Tất cả mọi thứ Bạn chính mình xem thấy mà làm Cho nên tâm của Phật Mới mãi mãi thanh tịnh nếu Phật rơi vào phân biệt chấp trước Sẽ còn phiền não hơn so với chúng ta Chẳng phải Ngài đã quan tâm đến quá nhiều việc rồi Ngài chỉ có khuyến cáo Quyết không miễn cưỡng bất cứ người nào Cho nên Ngài mới có thể được tâm tự tại Việc này chúng ta phải nên học tập Trên đời sống vật chất được tự tại chúng ta có dư thì phải nên giúp người khác phước đức của bạn liền lớn công đức cũng lớn phước đức tu phước mà không chấp tướng phước đức liền biến thành công đức tu phước chấp tướng đó là phước đức không phải công đức chấp tướng là chấp tướng gì chấp ngã tướng ta có thể tu ta đã làm rất nhiều việc tốt vì bạn tu là phước đức không phải là công đức vô ngã tướng tất cả phước đức bạn đã tu đều biến thành công đức công đức có thể thoát sanh tử có thể chứng bồ đề Phước đức thì không thể Các biệt ở chỗ này rất là Di tế Chính mình nhất định phải rõ ràng Nhất định phải tường tận Bạn bố Thí tài Tài dụng Cả một đời của bạn Quyết định không hề thiếu kém Bạn bố thí cúng dường ăn uống thì bạn sẽ không thiếu ăn uống. Bạn bố thí quần áo thì cả đời của bạn sẽ không thiếu hụt quần áo. Thông thường chúng ta nói cả đời trong Phật Pháp gọi là nhiều đời, nhiều kiếp. Bạn sẽ không hề thiếu kém. Phạm hệ có thiếu kém đều là không chịu bố thí. Không chịu trồng nhân thì làm gì có được quả báo? Cái thứ tư gọi là nghiệp tự tại. Nghiệp là tạo tác. Người thế gian chúng ta gọi là sự nghiệp. Ngay Nghi thi tạo tác thì gọi là sự bạn đã làm những việc gì sự việc làm xong rồi kết quả về sau thì gọi là nghiệp nghiệp rất phức tạp phật đem nó quy nạp thành ba loại thiện nghiệp ác nghiệp vô ký nghiệp vô ký chính là không thiện không ác thiện nghiệp thì có thiện quả ác nghiệp có ác báo du ký là đọa ở ngay trong du minh đó là tạo nghiệp tạo tác của phật bồ tát Chúng ta tùy thuận theo cách nói của người thế gian. Phật Bồ Tát cũng tạo tác. Tạo tác cũng có kết quả. Cách nói thế nào vậy? Gọi đó là tình nghiệp. Tình là thanh tịnh. Quả báo của tình nghiệp ở trong sáu cõi thì không có. Sáu cõi có ba đường thiện, ba đường ác. Không có quả báo của tình nghiệp Cho nên quả báo của tình nghiệp Ở thế giới tây phương cực lạc Không ở sáu cõi luân hồi Vì thì chúng ta muốn tạo tác Thì nhất định phải tạo tác tình nghiệp Đem ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta Bao gồm tất cả thiện nghiệp, ác nghiệp, vô ký nghiệp Thấy đều chuyển biến thành tình nghiệp nếu bạn có trí tuệ nếu bạn có phương tiện khéo léo sẽ biết chuyển bản lĩnh của bồ tát trên kinh lăng nghiêm nói nếu có thể chuyển được cảnh giới thì đồng với như lai cũng có thể nói bồ tát cùng phạm phu không hề giống nhau bồ tát biết chuyển chúng sanh không biết chuyển người có trí tuệ có phương tiện họ sẽ biết chuyển thảy đều chuyển thành tình nghiệp cách nói này của tôi mọi người nghe ra dễ hiểu thuật ngữ trong phật pháp gọi là hồi hướng hồi hướng không dễ hiểu các vị ngày ngày đọc kệ hồi hướng hồi hướng như thế nào vậy hồi hướng chúng sanh hồi hướng thực tế hồi hướng bộ đề người có thể đọc ra được ba câu này thì không nhiều ba câu này là ý gì vậy có thể nói ra được thì càng ít làm thế nào ở ngay trong cuộc sống thường ngày mỗi niệm đều có thể đem nó chuyển thành hồi hướng vậy thì càng ít đi cho nên bạn phải biết được cách chuyển hồi hướng chính là chuyển biến ở ngay trong cuộc sống thường ngày. Sự việc nhỏ nhất, cởi tâm động niệm, chân thật là một sợi lông, một hạt bụi, một hột cát, một giọt nước. Những việc không đáng nói cũng đều có thể chuyển biến được đó. Thấy đều chuyển thành tình nghiệp. Đó chính là bạn chân thật hiểu được hồi hướng. Bạn biết hồi hướng rồi. Thấy đều chuyển thành tịnh nghiệp. Đem phiền não chuyển thành bồ đề. Đem sanh tử chuyển thành niết bàn. Chuyển nhiễm thành tịnh. Chuyển tà thành chánh chuyển dòng thành chân chính ngay bạn biết chuyển như vừa rồi mới nêu ra cho bạn một thí dụ người ta đến tìm bạn bạn hoan hỷ cung kính mà nhìn họ vì họ chính là a di đà phật ta liền chuyển biến họ thành a di đà phật đó gọi là hồi hướng bạn vẫn đem họ xem thành chúng sanh Dẫn đem họ xem thành quan gia vừa thấy liền tức giận bạn thật không thể vượt qua vừa thấy thì phiền não liền khởi hiện hành nghiệp chứng hiện tiền lập tức liền đọa lạc bạn vừa chuyển vừa chuyển thì liền thành phật trong khoảng một niệm đại sư ngậu ích đó rất hay cảnh duyên không tốt xấu cảnh là hoàn cảnh vật chất duyên là hoàn cảnh nhân sự phải bình đẳng quyết định không có tốt xấu tại vì sao vậy duy tâm sở hiện duy tâm sở hiện tâm chính là pháp giới tâm chính là như lai cho nên tôi thường nói Tất cả người, tất cả vật, tất cả việc đều là thị hiện của chư Phật Như Lai. Các vị nghe rồi không tin tưởng. Tôi nói lời thật, các vị không tin tưởng. Nói lời giả thì các vị đều tin tưởng. Nói lời giả là những chúng sanh này quá khứ đã tạo ra nghiệp, thiện nghiệp thiện báo, ác nghiệp ác báo, thì bạn tin tưởng. Đó là gì vậy? Là lời giả, không phải chân thật. Đó là tùy thuận chúng sanh mà nói Nếu như tùy thuận Phật Bồ Tát đã nói thì không như vậy Sơn Hà Đại Địa Tất cả người sự vật Đều là chư Phật Bồ Tát Thì hiện mà thôi Đều là hóa thân của chư Phật Bồ Tát Thấy đều là Báo thân của chư Phật Bồ Tát Thấy đều là pháp thân của chư Phật Bồ Tát Đây là nói lời chân thật với bạn Nói thật thì bạn không tin tưởng. Nếu bạn có thể tin tưởng, bạn đem cảnh giới chuyển đổi lại. Chúc mừng bạn, bạn vào được Pháp giới nhất chân rồi. Thành Phật có gì khó đâu. Chỉ giữa một niệm. Dạng Pháp nhất như, dạng Pháp bình đẳng bao gồm tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước khói tan mây tán không gì có được vấn đề chính là bạn có nhận biết rõ hay không bạn có thấy được rõ ràng hay không bạn có thể chuyển đổi được hay không Đó là thông thường chúng ta gọi là tạo nghiệp bạn nghiệp liền tự tại vừa chuyển đổi lại thì tự tại cái thứ năm gọi là thọ sanh tự tại cái này thì dễ hiểu thì hiện thọ sanh như quan thế âm bồ tát đã nói đáng dùng thân gì để độ thì ngài liền hiện ra thân đó để độ thì hiện này có hai loại một loại là ứng thân thì hiện Một loại là hóa thân thì hiện Ứng thân thì hiện Thì phải đến đầu thai Phải ở thế gian này Một thời gian Tương đối dài Giúp đỡ những Chúng sanh cổ nạn Đó chính là Thị hiện ứng thân loại thứ hai là hóa thân thị hiện hóa thân thị hiện là giúp cho một người giúp số ít người thời gian rất ngắn như chúng ta xem thấy ở trong hư dân lão hòa thượng niên phổ lão hòa thượng bái ngũ đài ba bước một lạy Đường dài xa thẳm Thời gian rất dài Những chiều đói lạnh Giữa đường bị bệnh Ở nơi hoang dã Ai mà đến giúp cho Ngài Ngài bị bệnh rồi Và lúc này Bồ Tát văn thù thì hiện Bồ Tát văn thù Biến thành một người ăn xin Dường như là cũng vừa lúc đi ngang qua nơi đó gặp được Xem thấy Lão Hòa Thượng bị bệnh Chăm sóc cho Ngài, giúp đỡ cho Ngài Khi Lão Hòa Thượng bệnh được thuyên giảm hơn một chút Thì ông liền đi Loại này gọi là hóa thân thị hiện Điều này chúng ta không dễ học được Chúng ta không có cái năng lực này thế nhưng chúng ta có cách tu học gần giống có phương pháp tương trợ thế gian có vô số những xã đoàn khác nhau những hoàn cảnh nhân sự khác nhau chúng ta ở một cái đoàn thể nào phải nên dùng phương pháp của một đoàn thể đó để nói pháp cũng xem là tùy loại thì hiện chính tôi cũng thường hay gặp phải những sự việc này hoặc giả là chúng ta đi thăm viếng các tôn giáo khác. Cũng có lúc các tôn giáo khác đến thăm diễn chúng ta. Thần phụ của Thiên Chúa Giáo Mục sư của Cơ Đốc Giáo A Hồng của Islam Giáo Tôi đã từng gặp qua họ khi tôi gặp họ, tôi liền chấp tay trước. Khi họ đến thăm tôi, tôi liền gọi họ là Bồ Tát. Không cần họ gọi tôi trước, tôi liền chấp tay hành lễ với họ trước. Xem thấy thần phụ Bồ Tát của thiền chúa giáo. Họ nhìn thấy tôi, sức hoan hỷ, cung kính, hành lễ đối với họ, họ cũng rất là vui mừng. Tại vì sao sư ta là Bồ Tát? Bạn là Bồ Tát. Tôi làm sao là Bồ Tát Bạn chân thật là Bồ Tát Khi họ lại truy hỏi Bồ Tát là một người có trí tuệ Có giác ngộ Bạn có phải gì không Không sai Vậy thì bạn không phải thật là Bồ Tát hay sao Làm gì là giả được chứ Đây cũng gọi là Tùy loại hiện thân Tùy cơ nói Pháp Sau đó đem Phật Pháp giới thiệu cho họ Phật Pháp có chứng ngại gì đối với tôn giáo của họ hay không? Không hề có chứng ngại Phật giáo là trí tuệ Bạn tín ngưỡng tôn giáo của bạn tín độ tôn giáo của bạn có cần học trí tuệ hay không? Thượng Đế có phải mong muốn con cháu của ông mỗi buổi đều là đầu óc của muội hay không? Tôi tin tưởng ý Thượng Đế không phải như vậy. Thượng Đế nhất định hy vọng con cá của Ngài rất thông minh, rất có trí tuệ. Vậy rất thông minh, rất có trí tuệ thì phải làm sao? Cùng học tập với vị Thầy giáo Thích Ca Mâu Ni Phật này. Đến học. Thích Ca Mâu Ni Phật là Thầy giáo của bạn. Thượng Đế là cha của bạn. Không hề có xung đột. Vấn đề này chẳng phải lập tức được giải quyết rồi hay sao? Vậy giải quyết. Họ nghe rồi cũng rất hoan hỷ Cho nên khi thọ thân tự tại Chúng ta vận dụng nó Ngay trong mỗi mỗi trường hợp khác nhau Chúng ta cũng có thể thể hiện Các loại thân phận khác nhau Đến giúp đỡ những chúng sanh Cần đến sự giúp đỡ Cho nên trong đây Phật Pháp gọi là phương tiện khéo léo Phương là phương Pháp Tiện là rất thích hợp Cái phương Pháp này dùng được rất thích hợp Thì gọi là phương tiện Thiện là gì vậy? Quyết không trái với nguyên lý, nguyên tắc Nguyên lý, nguyên tắc nhất định phải nắm vững cái nguyên lý nguyên tắc người thế gian gọi là chân lý phật pháp gọi là tánh đức quyết định không trái với tánh đức trong tự tánh vốn đủ đó gọi là thiện đương nhiên loại phương tiện khéo léo này cần phải có sự tu dưỡng tương đương sau đó bạn ở ngay trong cuộc sống thường ngày mới có thể làm đến được làm được rất tự tại làm được rất tự nhiên không phải là làm bộ ra vẻ làm được rất tự nhiên cho nên phật pháp nhất định phải áp dụng ngay trong cuộc sống thường ngày phải đem kinh giáo của phật biến thành đời sống của chính mình chúng ta người tu học tịnh độ người đi theo a di đà phật đời sống của chúng ta phải giống với phật a di đà đời sống của a di đà phật như thế nào trên kinh vô lượng thọ đã nói từng câu từng chữ chính là tình hình đời sống của a di đà phật chúng ta phải thâm tính chúng ta phải lý giải phải làm đến được vậy bạn chính là hóa thân của a di đà phật Đó mới là đệ tử chân thật của a di Đà Phật. Cái thứ sáu gọi là giải tự tại. Giải là đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Chân thật thấu hiệu. Lý giải đi gọi là giải tự tại. Chỉ có chân thật bí giải, bạn mới có thể nói. Cái nói ra đó gọi là di diệu Pháp. Chúng ta nghĩ tưởng, năm xưa Thế Tôn ở đời, vì tất cả chúng sanh giảng kinh nói Pháp, trước khi giảng giải thế tôn có chuẩn bị hay không không có ở ngay trong đại hội mọi người đều muốn nghe lời giáo huấn của thế tôn bốn chúng đồng tu đều có không nhất định một người nào đều ra vấn đề gì để thỉnh giáo với Thế Tôn. Câu hỏi muốn hỏi đều không hề nói trước với Thế Tôn. Thế Tôn cũng không hề chuẩn bị trước. Tùy theo hỏi mà trả lời. Ghi chép lại thì thành kinh điển. Không có chuẩn bị. Vì sao Ngài có được trí tuệ lớn đến như vậy Tại vì sao Có được năng lực lớn đến như vậy Phật nói với chúng ta Trí tuệ năng lực Là trong tự tánh Của chính chúng ta vốn sẵn có Phật đã nói trong phẩm xuất hiện của Kinh Hoa Nghiêm Tất cả chúng sanh tất cả chúng sanh bao gồm chính chúng ta trong đó đều có trí tuệ như lai đức tướng đức chính là năng lực tướng chính là tướng hảo tất cả chúng sanh trí tuệ năng lực tướng hảo không hề khác biệt với tất cả chư phật cho nên tất cả chúng sanh vì sao không phải là phật bạn thấy tất cả chúng sanh là tất cả phật thật chính xác không hề thấy sai ở trong đây xảy ra vấn đề vấn đề là chỉ bởi vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc không thể chứng đắc là bởi vì họ có vọng tưởng phân biệt chấp trước họ không biết được họ chính mình là phật họ không hề biết được trí tuệ năng lực của chính họ giống y như chư phật như lai câu nói này là có cách nói như vậy cho nên phật giúp đỡ họ giúp đỡ họ giác ngộ giúp đỡ họ tường tận đến hôm nào họ bỗng nhiên tường tận rồi, bỗng nhiên khai ngộ thì ra là như vậy. Phật có độ chúng sanh hay không? Ngài không có độ, là họ chính mình ngộ ra, chính mình tường tận. Phật không có năng lực bảo họ tường tận. Phật chỉ có thể dạy chỉ có thể khai thị ngộ nhập là gì của chính chúng ta phật không làm được cho nên tất cả chúng sanh thành phật là tự ngộ tự chứng phật không phải công thần độ vô lượng vô biên chúng sanh thật là không có chúng sanh đáng được độ lời phật nói mỗi câu đều chân thật ai độ bạn là chính mình độ chính mình phật chỉ là làm một tăng thượng duyên cho chúng ta mà thôi bạn xem thấy thân nhân duyên sở duyên duyên vô gián duyên đều là chính mình đầy đủ phật chỉ là làm tăng thượng duyên mà thôi Sau khi giải tự tại Mới có thể vì tất cả chúng sanh Ứng cơ nói Pháp Cho nên các vị học giảng kinh Đương nhiên các vị bước đầu Công phu của các vị Vẫn chưa vào được cảnh giới này Trí tuệ chưa khai mở Các vị giảng kinh vẫn còn phải chuẩn bị Vẫn rất cổ cực vào được cái cảnh giới này giảng kinh có cần phải chuẩn bị hay không không cần phải chuẩn bị không chuẩn bị cũng không thể không chuẩn bị phương pháp chuẩn bị như thế nào vậy phương pháp chuẩn bị cũng hoàn toàn cũng giống như các vị phương pháp chuẩn bị chính là niệm phật tâm cùng tâm phật tương ưng nguyện cùng nguyện của phật tương ưng đức cùng tương ưng với đức của phật hành tương ưng với hành của phật đi là một cách chuẩn bị bạn từ trong ngôn ngữ lưu xuất ra tự nhiên liền tương ưng với kinh chỉ còn phải chuẩn bị làm gì chứ thế nhưng nếu như bạn không chuyển đổi được cảnh giới Vậy thì bạn không thể làm được Bạn nhưng phải cần cù cố gắng mà chuẩn bị Thế nhưng nếu bạn không vào được cảnh giới Công tác chuẩn bị của bạn có làm cả đời cũng làm không xong Vì thì rất khổ Bạn cần phải hiểu được phương pháp Cái phương pháp này chính là y giáo tu hành Chân thật y giáo tu hành Loại chuẩn bị kinh giáo này của bạn Theo tôi nhiều nhất là 10 năm thì cừ khôi rồi Sau 10 năm mà còn phải chuẩn bị kinh giáo Hay nói cách khác Thì bạn không có tu hành Nếu bạn có tu hành Thì hạ hà tất phải chuẩn bị Nếu bạn tu hành khi mở quyền kinh ra Thì ra đều là tâm hành của chính mình tâm hạnh của chính mình thì làm gì có chuyện không thể nói ra chứ đều tương ưng ở mọi lúc việc này thông thường chúng ta gọi là tứ vô ngại biện tài vô ngại biện tài là do đây mà có đều là đức năng của tự tánh vốn đủ cái thứ bảy là nguyện tự tại cái điều này tôi thấy mọi người nghe rồi đều rất hoan hỷ nguyện tự tại hữu cầu tác ứng cái nguyện này mới tự tại nếu như cầu mà cầu không được vậy thì không tự tại tôi nhớ lại khi tôi vừa mới bắt đầu học phật thân cận đại sư chương gia đại sư chương gia dạy cho tôi như vậy ông nói với tôi phật thì môn trung hữu cầu tác ứng tôi nghe rồi sức hoan hỉ sau đó ngài lại nói với tôi có lúc chú mong cầu cầu không có được cảm ứng cầu không ứng đó là nguyên nhân gì? Bởi vì chính bạn có nghiệp chứng, bạn cần phải tìm ra được nghiệp chứng của chính mình, tiêu trừ đi nghiệp chứng của bạn, thì cảm ứng liền hiện tiền. Mấy câu nói này của đại sư chương gia, ngay trong một đời này của tôi được đại thọ dụng. Hơn 40 năm đến nay Rất có hiệu quả Cho nên tôi tin tưởng sâu sắc Không hoài nghi Có rất nhiều người Người niệm Phật Người học Phật Không tin tưởng đối với Phật Bồ Tát Cho là làm gì có việc hữu cầu tác ứng Làm gì mà đơn giản đến như vậy cho nên họ mỗi lần cầu luôn là không tương ứng, luôn là cầu không được rồi khổ. Làm gì có được hữu cầu tác ứng? Họ không biết được cái bông cầu của họ không đúng lý, không đúng pháp. Cầu có đạo lý của cầu, có phương pháp của cầu. Hiểu được đạo lý, hiểu được phương pháp thì hữu cầu tác ứng. Vì thì đồng tu ở Singapore Nếu như các vị tỉ mỉ một chút Tỉ mỉ mà quan sát Bạn cũng có thể có được chứng minh Cư sĩ Lý Mộc Nguyên Ở cái đạo tràng này Không phải là hữu cầu tác ứng hay sao Tòa lầu bên cạnh từ khi xây dựng Thì ông khởi lên mong cầu Quả nhiên có ứng đúng lý, đúng pháp mà cầu. Bạn thấy ông ông cầu giảng đường thì giảng đường liền có. Cầu niệm Phật đường thì niệm Phật đường liền có. Ông mong cầu cái gì cũng đều có ứng. Như lý, không vì chính mình mà cầu, vì chúng sanh cầu. Vì chính mình mà cầu thì không có cảm ứng. Vì sao vậy? Phật Bồ Tát quyết định sẽ không giúp cho bạn tăng thêm tham sân si. Vì thì Phật Bồ Tát có lỗi với bạn, có lỗi với người. Bạn không gì chính mình không có tham sân si. Bạn vì Phật pháp trường tồn thế gian. Phật pháp là con mắt của trời người. Bạn vì tất cả chúng sanh được độ. Sự mong cầu này là chuẩn xác cùng với chư Phật Bồ Tát, cùng với Long Thiên Hậu Pháp, đồng tâm, đồng nguyện, thì họ làm sao mà không giúp đỡ bạn? Cho nên ở trong đây có một ý niệm riêng tư tồn tại, thì không có cảm ứng. Thì bạn cầu không được. có rất nhiều đồng tu đến nơi đây từ rất nhiều quốc gia khu vực đến singapore để thăm học khi thấy mặt tôi đều yêu cầu tôi bỏ ra một ít thời gian đến chỗ của họ giảng kinh có được cảm ứng hay không không có cảm ứng Do nguyên nhân gì họ vì tâm riêng tư của họ Vì thuận tiện cho họ Vì cái đạo tràng nhỏ đó của họ Cho nên họ không có được cảm ứng Ngày trước Các vị đến tìm tôi Vừa tìm thì tôi lập tức đáp ứng Qua vài ngày thì đi rồi Bay nhảy bôn ba khắp nơi vô nguyên nhân gì không có đạo tràng để cho tôi giảng kinh không có chỗ đành phải đến khắp nơi kết pháp duyên cũng là việc tốt mục đích là đang kết pháp duyên hiện tại có một cái đạo tràng ở nơi đó giảng kinh rồi nếu chạy lung tung nữa vậy thì bạn sai rồi đặc biệt sai lầm cho nên khi chưa có đạo tràng thì được có thể đi lại nhiều nơi người mới học thì được sơ học thì phải rộng kết pháp duyên cho nên pháp duyên của tôi sức thù thắng chính là đã bôn ba mấy mươi năm bôn ba khắp nơi để kết duyên với mọi người hiện tại có đạo tràng phải cố gắng nghiêm túc giảng một bộ kinh mọi người yêu cầu đây là rất nhiều người rất nhiều năm đến nay đều yêu cầu tôi giảng bộ kinh hoa nghiêm kinh hoa nghiêm quá dài không tìm được nơi chốn không có hoàn cảnh an định hiện tại có được hoàn cảnh an định rồi ngày trước có rất nhiều người yêu cầu tôi phải đáp ứng nguyện vọng của họ. cố gắng ở nơi đây giảng một bộ kinh. nếu các vị mời tôi nữa, đời tôi giảng xong bộ kinh này, tôi sẽ đi dạo với các vị. tiến độ giảng kinh hiện tại giống như hiện tại hai giờ đồng hồ giảng hai ba câu. kinh hoa nghiêm cũng là như vậy. Một bộ kinh lớn như vậy Tôi vốn chỉ dự tính 5 năm thì giảng xong Hiện tại tính thử lại xem E mười 15 năm cũng chưa giảng xong Hỏi thử mọi người Mọi người đều thích cách giảng này Vì thì không còn cách nào Vì hy vọng mọi người đều vô lượng thọ Mọi người chúng ta đều là vô lượng thọ Dần dần giảng cho xong bộ kinh này Đi là nguyện tự tại có nguyện ác thành thứ tám là thần lực tự tại thần là giảng thần thông thông là nói thông đạt đối với tất cả pháp đều có thể thông đạt thần là thần kỳ siêu việt ngoài thường thức của người thông thường. Loại năng lực này, đương nhiên một người cần phải có công phu tu hành, phải khai mở trí tuệ, thứ hai là phải học rộng, nghe nhiều. Chúng ta phải thường hay tiếp xúc đối với tất cả người và sự vật. Bạn mới có thể hiểu rõ, mới có thể ứng phó được thế nhưng khi sơ học thì không thể được lúc mới học thì một môn thâm nhập vì sao vậy tương ưng định huệ của chính mình chính mình có được định rồi định là có chủ tể không thể bị cảnh giới bên ngoài dao động đó là bạn có định bạn có huệ rồi bạn có thể phân biệt rõ chân vọng tà chánh phải quấy thiện ác có năng lực phân biệt đó là huệ Khi có được loại năng lực này Liền có thể học rộng nghe nhiều Thế suốt thế gian Pháp Đều phải lướt qua Đều phải xem qua Phải có sự nhận biết Chúng ta ở bên ngoài giảng kinh nói Pháp Mới có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh Giảng kinh nói Pháp có rất nhiều người có ý Đến vấn nạn Đến gây phiền phức Nếu bạn có năng lực Vì họ giải đáp Không những Có thể hạng phục những người này Hơn nữa có thể Hóa đạo những người này Những người này đều rất tự phụ Tự cho là thông minh Thường hay đưa ra đề khó gây phiền phức cho pháp sư, làm cho họ không xuống được giảng đài. Họ ở bên dưới cười ngạo. Cho nên thường thức thông thường nhất định phải biết. Sau đó bạn mới có thể được thần lực tự tại. Thứ chính là pháp tự tại. Pháp tự tại thông thường là chỉ biện tài, được đại biện tài có thể rộng diện vô lượng pháp môn. Cái sau cùng là trí tự tại. Bồ Tát trí tuệ đầy đủ. Có thể ở ngay trong một điểm. Triển hiện ra loại trí tuệ năng lực đại du quý mười loại này thì đều đầy đủ mới gọi là tối thắng tự tại tuy là ở nơi đây nói trên quả địa như lai tự tại tối thù thắng chúng ta phải nên học tập đêm cảnh giới của như lai quả địa biến thành cảnh giới đời sống của chúng ta. Chúng ta mới có thể được thọ dụng. Không thể nào học được trình độ đó của họ, trình độ dáng thấp hơn cũng được. Không thể nào học tập được viên mạng, học tập phần ít cũng được. Vì thì ở ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, đích thực liền hiện được tự tại cho nên tóm lại mà nói nơi tất cả pháp mà được tối thắng từ tại trong khoa chúng ta gọi là giải thoát đức ngay chỗ này ba đức đều hiện lộ ra cho chúng ta các vị xem thấy ở trên kinh phía trước giáng trí năng lượng là bát nhà đức ngay chỗ này hiện rõ ra là giải thoát đức Trong bát nhã giải thoát Liền hàm chứa có pháp thân tự tại Kinh văn sau cùng vẫn còn một câu Tuy nhiên thời gian đã hết rồi Câu này để lần sau sẽ giảng tiếp A-di-đà-phật